Yo, xin chào tất cả các anh em, chào mừng anh em quay trở lại với chuyên mục nhận định thị trường dưới góc nhìn của phương pháp Wyckoff và RMC. Video này được tài trợ bởi nhà môi giới XTB, đăng ký tài khoản XTB để đầu tư hơn 350 quỹ ETF nhé. Chi tiết xem ở link bên dưới. Đang tự hỏi đầu tư như thế nào là thông minh? Hãy để tôi giới thiệu về kế hoạch đầu tư của STB. Đây là Harry. Harry đầu tư với những khoản tiền nhỏ nhưng đều đặn. Còn Anna thì chọn đầu tư tự động để không bị ảnh hưởng của lạm phát. Vậy hả? Nhưng nhìn đâu giống họ đang đầu tư đâu? Bởi vì họ đang đầu tư thụ động với STB. Thực hiện kế hoạch đầu tư của bạn tại STB hoàn toàn không phí hoa hồng. Kế hoạch đầu tư của bạn là gì? Giao dịch có rủi ro về vốn đầu tư không phù hợp cho mỗi đối tượng. Hôm nay bắt đầu chúng ta nghỉ lễ ha. Sang tuần tiếp theo á thì chúng ta sẽ được ở nhà và từ thứ hai tới thứ tư luôn. Thành ra là nói chung là ở nhà thì các bạn có thể sẽ trải nghiệm cái cảm giác trading full time. Đó, nó sẽ làm sao gọi là gì? Chân thực hơn là cái việc là chúng ta vừa đi làm vừa trade ha. Thì nói chung trading full time thì nó cũng khá là nhàm chán chứ nó cũng chẳng có phải là vui vẻ gì đâu ha các bạn sẽ phải kiếm thêm những cái việc khác để làm để tránh cái việc là chúng ta cứ nhìn chằm chằm cho bạn đi. Rồi thì chứ mà anh em đang là cái đồ thị tuần của cặp Euro USD thì các bạn cũng thấy được chúng ta có tiếp tục có thêm một cái tuần tăng nữa. Tuy nhiên thì với cái nhịp giảm vào hôm thứ sáu, như là tối thứ sáu đúng rồi, thì ở đây chúng ta đã có là gì, một cái nến rút chân ha. Thì nhìn chung thì cái biên độ tăng nó có hơi gia tăng nhẹ so với tuần trước. Tuy nhiên thì nếu mà tính về mặt khối lượng giao dịch đó thì các bạn sẽ thấy là khối lượng giao dịch thì nó thấp hơn một tí. Và chúng ta về cơ bản là đang test lại cái vùng order flow, cái vùng POI của cái khung tuần này. Cái gì thế này? Ok. À, được rồi. Quá khó. Nên là chỉnh tay luôn đi cho nó tiện. Rồi, mấy thôi. Cái này thì chúng ta tắt nó đi luôn. Rồi ha. Test lại cái vùng order flow này của khung tuần, cái vùng POI của khung tuần thì rút chân. Và cái tín hiệu rút chân này cho thấy là hiện tại thì cái order flow, cái POI này đang hoạt động rất là tốt. Thì điều này có nghĩa là gì? Cái khả năng mà sang tuần tiếp theo chúng ta sẽ có một cái nhịp giảm ấy là nó sẽ rất là cao ha các bạn. Hay cứ chỉnh cái này của mình thế nhỉ. Chúng ta sẽ có một cái nhịp giảm như thế này thì cái khả năng đó xảy ra nó sẽ rất cao hơn ha. Rồi mọi thứ vẫn đang rất là bình thường, ngoại trừ cái việc là tuần vừa qua chúng ta có nguyên một cái tuần rất là khó chịu ha, tuần rất là khó chịu thì cũng không việc gì hết, tại vì trong cái xu hướng giảm á thì những cái nhịp hồi như thế này thì nó khó chịu là một chuyện rất là bình thường thôi. Thì hôm trước mình cũng có đề cập với các bạn trong cái nhận định của tuần trước rồi, thì chúng ta cũng có một số những cái tín hiệu nó gợi ý cái vấn đề này. Thì có thể là một tuần chúng ta không có trade thôi chứ nó không phải là một cái gì quá to tát ha. Ok. Với thứ tư thì các bạn thấy được là vào buổi tối hôm qua đó thì với thứ sáu thì các bạn thấy buổi tối hôm qua thì các bạn giá nó đã có một cái nhịp giảm xuống. Tuy nhiên thì ở đây cũng lưu ý với các bạn là về cơ bản cái ngưỡng hỗ trợ cứng trên cái đồ thị H4 nó vẫn chưa gãy, cho nên hoàn toàn có thể là nó có thể nó sẽ còn lên như thế này. Nhưng mà nhìn chung thì ở trên cái khung H4 á, thì chúng ta cũng thấy được cái nhịp giảm đã tương đối khá là rõ nét rồi. Và đồng thời á, một số những cái dấu hiệu nó gợi ý nè, thì chúng ta thấy những cái nhịp tăng mà nó đẩy lên cái vùng mà POI của khung H4 trước đó thì các bạn thấy được là cái nỗ lực khá là lớn đúng không, nỗ lực khá là lớn nhưng mà nó cũng không có đẩy đi được quá xa ha, không để đẩy đi được quá xa thì có thể xem đây là một tín hiệu fair break trước cũng được. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn cần thấy nó phá vỡ cái ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn trước mắt này thì lúc đó chúng ta mới có thể xác nhận rằng là ok, là cái cấu trúc tăng này tới đây là tạm thời kết thúc và chúng ta sẽ chờ nó hồi lên để mà chúng ta có thể sell xuống ha. Hoặc là có thể sell xuống theo bất kỳ một hình thức nào mà chúng ta mà các bạn cảm thấy là thoải mái và cái setup của mình nó cho phép làm điều đó thì chúng ta cứ tìm kiếm setup theo đúng cái bài của mình thôi.
Rồi, cuối cùng là chúng ta sẽ đi qua 5 ngày trong tuần để chúng ta coi thử xem có thể giao dịch được hay không ha. Rồi bắt đầu từ thứ hai. Bắt đầu thứ hai nè, ngày 22 nha. Thì các bạn thấy được là hôm thứ sáu thì chúng ta đóng cửa là phía trong VA đúng không? Thành ra là thứ hai là cái ngày sẽ không có trend. Và các bạn thấy được là về cơ bản á, thì giá nó cũng có đi xuống, có vẻ giống như là tiếp diễn cái xu hướng trước đó. Tuy nhiên thì cái việc đi xuống này nó cũng không có tạo ra được bất kỳ một cái tín hiệu nào để mà có thể giao dịch được cả. Ở đây các bạn có thể để ý ha, mình rất thường xuyên sử dụng cái setup là phá vỡ cái đáy, hồi lên test lại sell xuống, hoặc là fail break ha, sell xuống giờ yeah. Hoặc là ví dụ như break lên, trong trường hợp mà nó báo hiệu là chúng ta có một cái ngày mua thì mình sẽ chờ nó break lên rồi lùi về test rồi mua lên. Nó cũng khá đơn giản thôi, nó không có gì phức tạp hết. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái range của cái cho phiên á kéo dài từ lúc 4 giờ cho tới cái khúc 11-12 giờ trưa như thế này để chúng ta quyết định cái chuyện đó ha. Rồi thì ở đây thì các bạn có thể thấy được á, là cái setup thì nó cũng không có xuất hiện ha. Setup nó không có xuất hiện, bạn thấy không? Không có xuất hiện ha, chúng ta không có quét đỉnh. Chúng ta có break, có break nè, à, có break đáy á này. Nhưng mà khi mà giá nó hồi lên á thì cái tầm này là đã quá trễ để có thể kiếm entry rồi. Nên là thứ hai có thể xem như là chúng ta sẽ không có giao dịch gì cả. Rồi đồng thời là thứ hai thì giá nó cũng đóng cửa ở phía trong của VA luôn ha các bạn. Thành ra là đến thứ ba nó cũng sẽ tương tự giống như thế. Rồi thì khi mà chúng ta có hai cái ngày cùng đóng cửa trong VA như thế thì chúng ta có thể hình dung được là maybe ha, maybe là chúng ta đang có cái hành vi là tích lũy để mà nó đảo chiều. Tuy nhiên thì đảo chiều không phải là một cái tín hiệu mà chúng ta mong muốn nhìn thấy. Cho nên là có thể nói là thứ tư sẽ là một cái giai đoạn rất là khó để chúng ta có thể giao dịch được. Thì các bạn nhìn thấy ở đây thì thứ tư chúng ta có cái gì? À, chúng ta có một cái cú break xuống đáy á khá là mạnh đúng không? Thì về lý thuyết đúng không? Nếu như mà cái hôm thứ ba mà nó cho cái ngày sell á thì khi mà giá nó hồi lên thì chúng ta sẽ ưu tiên là chúng ta sell xuống. Tuy nhiên là rất may mắn là giá chạy sau đó thì chạy thì nó vẫn cho những cái tín hiệu là cảnh báo sớm là chúng ta hay có hai ngày đóng cửa ở trong cái vùng VA. Nên là ngày hôm thứ tư chúng ta thận trọng với cái setup này và kết quả nó, các bạn thấy nè, bung lên và báo hiệu đảo chiều ha. Rồi với cái tín hiệu mà báo hiệu đảo chiều này á, thì các bạn có thể giao dịch được hay không? Thì về cơ bản là nếu như mà các bạn sẵn lòng để các bạn đánh những cái nhịp sớm này thì mình nghĩ là có thể đánh được ha. Đây, ok ha, rất là nhẹ nhàng, 0.6 hoặc 0.7 là các bạn đã có một trade khá là tốt, được chưa? Rồi các bạn cũng có thể dựa vào trong cái BOC của cái phiên á để các bạn đặt cái limit cũng được luôn, thấy không? Cũng dính luôn ha. Rồi nhưng mà như tôi sẽ không có đam mê mấy cái nhịp mà đảo chiều giống như thế này, cho nên là tôi sẽ bỏ qua cái ngày thứ tư này luôn. Rồi thì thứ tư chúng ta có cái giá đóng cửa là phía trên của VA đúng không? Phía trên của VA thì về cái profile của nó đó thì phía trên này nó có một số những cái chuyển động nhưng mà VA nó nằm phía dưới, cho nên là đây có thể được xem là một cái trend đây, và khi mà giá nó lùi về thì chúng ta sẽ ưu tiên để chúng ta mua lên ha. Rồi thì đến cái hôm thứ năm thì các bạn lưu ý được là lúc này giá nó đã bắt đầu đi vào trong cái vùng bán của trên khung H4 rồi, cho nên là cả thứ năm thứ sáu thì tôi đều khuyến nghị với mọi người đó là chúng ta tốt nhất là nên quan sát chứ không nên động tay động chân gì đối với lại EU hay là GU ha. Tại vì đã vào cái vùng nguy hiểm rồi thì chúng ta sẽ không có chủ động để chúng ta tìm kiếm setup nữa. Thì kết quả thì các bạn có thể thấy được là gì? Hôm thứ năm, đây là hôm thứ tư nè, thứ tư chứ. Hôm thứ tư, giá nó làm sao? Lùi về nó test đúng không? Thì nếu như mà nó test được ở sâu ở dưới cái POC của cái hôm thứ ba thì maybe là chúng ta sẽ có một cái trade để chúng ta có thể mua lên. Tuy nhiên thì các bạn thấy được là nó lùi về một cái vùng range của nó và nó sideways ở đây luôn. Sideways đây luôn ha. Thì tín hiệu này thì về cơ bản đâu giao dịch được đúng không? Chúng ta không có cái setup mà chúng ta mong muốn thấy, ví dụ như break xuống hồi lên để mà bán xuống là không có đúng không? Hay là fail break rồi đẩy ngược trở lên lùi về test đánh lên cũng không có luôn ha. Rồi thứ tư nó cũng tiếp tục đóng cửa ở phía trên của vùng VA ha. Báo hiệu là thứ năm vẫn sẽ tiếp tục là một cái
update ha. Rồi, một cái ngày tăng, một cái ngày tăng thì ở đây hôm thứ năm thì các bạn thấy được là cũng là một cái trường hợp khá là đáng tiếc, bởi vì sao? Chúng ta có một nhịp tăng khá là tốt vượt khỏi cái đỉnh á sau khi tái tích lũy này, nhưng mà cái nhịp hồi của nó đã không đủ sâu để các bạn có thể lên tàu. À, rồi đối với anh em Fibo thì đại khái như thế này. Đó, đại khái như thế này thì các bạn thấy là nó chỉ lùi được 50% sóng thôi. Mà bình thường thì chúng ta sẽ muốn thấy nó lùi là gì? 0.618 ha. À, 0.618. Hoặc là ví dụ như như tôi thì tôi sẽ muốn nhìn thấy là nó lùi về cái vùng sideways này rồi nó đi lên tiếp. Thì thực ra mà nói á, là nếu mà các bạn trade theo kiểu Fibo 50 á, thì trước khi mà nó đổ xuống nó hit stop loss của bạn thì giá nó cũng đã chạy lên để cho các bạn được trên 1.5R rồi ha. Thì trên cơ bản thì hôm thứ năm này cái chuyện mà nó đổ ngược trở xuống này khi có ra tin á, thì anh em nào mà cảm thấy đánh nhạy đồ này nọ đó thì đánh intraday thì thường thường nó sẽ né tin. Thì thứ năm cũng có thể xem là một ngày sẽ không có trade gì cả ha. Rồi sau khi đổ ngược trở xuống và quay ngược trở lên theo mô hình chữ V thì chúng ta có cái hôm thứ sáu này các bạn ha. Cũng tương tự như vậy ha, chúng ta cũng sẽ không thể mua được, tại vì sao? Thứ năm mà giá đóng cửa ở trong vùng VA đó, trong vùng VA thì nó gợi ý là gì? Có khả năng đó là tín hiệu phân phối đã xuất hiện. Thì để mà trade cái tín hiệu phân phối này thì làm sao? Chúng ta chờ nó vượt cái đỉnh đúng không? Chúng ta chờ nó vượt cái đỉnh cho nó break mạnh xuống, hồi ngược lên để chúng ta sell xuống. Tuy nhiên thì rất khó nói đúng không? Rất khó nói, tại vì cái thời điểm mà nó quay ngược trở lên á là cái thời điểm ra tin. Các bạn thấy không? 19:30 nè, cái cây nến 19:30 là ra tin PCE đúng không? BCE. Về lý thuyết nha, về lý thuyết khi mà các bạn review lại cái chart, cái đồ thị á, khi các bạn review lại cái đồ thị cũ thì maybe là các bạn sẽ nghĩ là à, ở đây chúng ta sẽ có một cái trade, một cái sell limit như thế này. À, và chúng ta sẽ có một cái phần lợi nhuận như thế này. Tuy nhiên trên thực tế là cái cây nến, tại vì bây giờ mình làm review cho đây ngay tại thời điểm là kết thúc của tuần, cho nên chúng ta còn nhớ được là trong tuần có cái chuyện gì xảy ra đúng không? Còn ví dụ như các bạn backtest thì chúng ta sẽ không có biết được là cái thời điểm đó, cái cây nến đó là gì ha. À, ở đây phân tích luôn cho các bạn thấy là cái việc mà nó break down xuống là cũng có rồi chứ không phải không có nha. Việc nó break down xuống là cũng có rồi chứ không phải không có. Và nó quay ngược trở lên để nó hit nè. Đó, thì về lý thuyết thì nếu mà các bạn đặt limit thì các bạn hit ở đây và chúng ta có một cái trade có lời đúng không? Tuy nhiên là ở trên thực tế thì ở đây đâu thể nào tính là một cái trade có lời được, tại vì cái thời điểm mà nó vòng ngược lên á là thời điểm ra tin ha, là thời điểm ra tin, cho nên cái trade này chúng ta bắt buộc phải xem như là một cái trade đã bị bỏ qua. Rồi và cuối cùng thì giá đóng cửa hôm thứ sáu là ở dưới VA, báo hiệu là đảo chiều ha. Thì bây giờ đảo chiều thì giờ chúng ta có một số những cái ngưỡng, thì ví dụ như đây là cái ngưỡng H4 này đó, thì nó chỉ phá nhẹ một cái đúng không, nó lực bán rất là lớn, phá nhẹ một cái rồi hồi ngược trở lên. Như vậy trên H4 nó vẫn chưa rõ ràng ha, VA nằm phía trên này. Thành ra là bây giờ sang cái tuần sau thì chúng ta có thể kỳ vọng là gì, lại tiếp tục zigzag đi lên đụng vô cái VA rồi sau đó cho setup để chúng ta có thể tiếp tục chúng ta sell xuống. Đó là cái cửa gọi là sáng nhất cho tuần sau ha, cửa sáng nhất cho tuần sau. Thì tôi cũng hy vọng là sang tuần sau chúng ta sẽ có được một cái trend khỏe mạnh một tí sau một cái tuần là gọi là sideways up như thế này. Rồi ngoài ra thì còn rất là nhiều trường hợp nữa, ví dụ như nó có thể đi thành mô hình tam giác như thế này rồi đi xuống luôn ha. Thì lúc đó chúng ta phải lựa theo cái setup để mà chúng ta tìm kiếm cái kèo phù hợp cho mình ha. Rồi cụ thể sang tuần sau như thế nào thì chắc phải để qua thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó thì chúng ta có thời gian chúng ta quan sát đồ thị, thì chúng ta có thêm những cái gợi ý của market thì lúc đó nó sẽ dễ nói hơn. Rồi tiếp theo là đồ U ha. GU thì tuần trước thay vì là nó làm cái dấu cộng giống như con EU đúng không, thì tuần này rồi tuần này coi như nó làm giống như EU, thì bây giờ là nó lại chơi cái trò là tuần trước nó không làm giống như EU nhưng tuần này thì nó tăng làm sao mạnh mẽ hơn EU rất là nhiều. Các bạn thấy ở đây chúng ta có một cái engulfing này, một cái engulfing. Thì đối với lại anh em khi mà chúng ta phân tích á thì thường thường chúng ta sẽ nhìn xem là phía bên tay trái nó có cái gì, và ở đây chúng ta có một cái engulfing ngay tại cái vùng POI của khung tuần ha,
POI khung tuần. Nhưng mà ở đây cần phải lưu ý với bạn luôn là cái POI khung tuần này maybe là nó có fair value gap đồ này nọ nè, nhưng mà các bạn phải để ý nha, nó không có dẫn tới một cái cú break, nó không dẫn tới bất kỳ một cái cú break nào cả, cho nên cái POI này không có valid ha các bạn. Yeah. Không phải cứ thấy cái sóng giảm đầu tiên, cái nến giảm cuối cùng trước khi nó tăng, tăng có gap là chúng ta kết luận rằng đó là một cái POI con nha. Đây không, cái POI này không tính, tại vì nó chẳng có dẫn đến một cái cú break nào hết. Được chưa? Vậy thì á, cái nào nó mới tính là cái này mới tính nha. Các bạn thấy không? Sau khi nó quét đỉnh xong nè, nó đổ ngược trở xuống nè, có lực mua xuất hiện trở lại nè. Nhưng mà sao? Đây chính là cái gì? Cái lực cầu cuối cùng trước khi nó break. Và nó break này không à, thì cái vùng POI này mới tính. Và con GU nó đã quay lên, nó test lại cái gap, cái fair value gap rồi. Nhưng mà vấn đề của GU là gì? Cái cây nến tăng của tuần này nó nhìn nó khá là ghê đúng không? Nhìn nó khá là ghê. Thành ra là với một cái cây nến tăng mà nhìn nó ghê ghê giống như thế này nè, thì sang tuần nó có thể dí lên thêm cái nữa rồi nó mới xuống ha. Thành ra là đánh GU trong cái tuần tiếp theo nó có thể là nó sẽ rất là khó chịu cho chúng ta. Tuy nhiên thì còn lại cũng không có bất kỳ một cái gì gọi là bất thường cả. Chúng ta vẫn sẽ phải cược theo cái chiều là gì? Cái chiều giảm của GU ha. Rồi xuống H4 là chúng ta xem chi tiết. Rồi các bạn, nguyên một xuyên suốt của tuần qua thì mình có nói là giá nó quay vào cái vùng sideways trước đó, là vùng bán trước đó. Được chưa? Vùng bán trước đó thì nó tạo ra cái cơ hội. Sorry các bạn, tạo ra cơ hội để mà chúng ta có thể sell xuống. Tuy nhiên thì ở đây các bạn thấy được là chúng ta không có một cái tín hiệu nào đủ mạnh để cho chúng ta sell cả, các bạn thấy không? Giá nó đi thẳng lên, thành ra không phải lúc nào nhất thiết, tức là không nhất thiết lúc nào chúng ta đặt một cái limit ở cái vùng order block hay là cái vùng vùng bán cũ á, nó cũng sẽ hoạt động một cách hoàn hảo. Tại vì sẽ có những lúc nó đánh giống như mà các bạn chứng kiến trong tuần vừa qua như thế này đó. Thì trên thực tế ha, nếu mà các bạn có thực hiện cái việc đặt limit đi chăng nữa, đúng không, thì chúng ta cũng chỉ ăn một cái stop loss thôi. Thì sau khi mà dính cái stop loss đó xong rồi thì chúng ta sẽ quay ra làm cái gì? View, chúng ta quan sát, chúng ta không có vào lệnh liên tục. Thì các bạn thấy được là chúng ta hạn chế được cái lần mà thua lỗ của mình, kể cả là cái setup của mình nó có turn cái kết quả là nó không tốt, thì các bạn cũng không có thiệt hại quá nhiều ha. Thiệt hại là chỉ khi nào các bạn gọi là entry liên tục và check những cái loss liên tục, thì lúc này do dù các bạn có quản lý vốn bằng cái việc là giới hạn cái risk của mình là 1% đi chăng nữa, thì cứ một lần 1%, 1%, 1% như vậy nó cào liên tục trong tài khoản thì kiểu gì mà chẳng bấn loạn đúng không? Thành ra là cái quan trọng nhất đó chính là gì? Là follow theo đúng cái setup của bản thân mình và follow theo cái xu hướng. Thì như trong trường hợp này có thể nói là rất là xui ha, rất là xui, chúng ta có một cái vùng sideways khá là ngon, phá ngược trở xuống test lên thay vì đi xuống tiếp, thì nó xuyên luôn khỏi cái vùng sideways này để nó đi đến cái vùng phía trên, cái vùng BOI phía trên. Thì bây giờ ngay khi mà vừa mới đến cái vùng BOI phía trên là chúng ta đã nhìn thấy cái dấu hiệu suy yếu của cái nhịp tăng rồi đúng không? Thấy rất là rõ ràng từ cái nỗ lực ha, từ cái nỗ lực nè, cái nỗ lực lớn nè, yếu dần đúng không, cho đến cái đà tăng này. Bạn thấy những cái sóng tăng làm sao? Yếu dần đi. Thì đây toàn bộ những cái này nó đều gợi ý là gì? Có thể là cái nhịp hồi này nó sắp kết thúc rồi. Thì thành ra là sang cái tuần tiếp theo chúng ta sẽ có cái kịch bản là gì? Đổ ngược trở xuống, quay lên test lại rồi nó đi xuống luôn. Hoặc là maybe nó cũng chẳng có test lại sai gì đó ha. Thì lúc này sẽ phải tùy thuộc vào trong cái setup của bản thân các bạn để mà các bạn bắt được cái xu hướng của nó. Dĩ nhiên cũng không loại trừ cái trường hợp là như thế này ha. Nhưng mà bây giờ mình mặc dù là mình có thể ba phải theo kiểu là không tăng thì giảm, không giảm thì tăng, tuy nhiên thì chúng ta cũng cần có một cái định hướng rõ ràng. Và cái định hướng đó chính là gì? Sang tuần chúng ta sẽ ưu tiên để mà chúng ta bán con GU cũng như là con EU. Ok ha. Rồi về khung H4 thì cũng khá là đơn giản như thế thôi, không có gì phức tạp cả. Còn gì cần lưu ý cho các bạn nữa ha? Ok thôi trước mắt vậy đi ha. Hiện thời cái những cái tín hiệu ở trong cái đồ thị H4 của GU nó cũng không phải là quá rõ ràng. Rồi
mình sẽ không có review những cái trade của tuần vừa qua đối với lại GU. Tuy nhiên thì các bạn thấy được là nhìn chung thì phe bán đã quay ngược trở lại này. Một số những cái ngưỡng quan trọng ha là đã bị xuyên, giống như là con EU đây, cái ngưỡng này mới quan trọng nha, không phải ngưỡng này nha. Đã bị xuyên giống như EU rồi thì hiện giờ chúng ta có thể làm gì? Các bạn thì đối với lại GU thì mình sẽ hơi thích bạn này hơn tí, tại vì bạn này bạn ấy khá là gần với lại BOC đó. Cái BOC này, đó, cái line nằm đây đó. Thì ví dụ như nếu mà sang tuần có thể sideways gì đó hit lên cái BOC cái thì có thể là mình sẽ sell limit ở đây, là cái stop loss ở phía trên đỉnh của tuần trước luôn. Yeah. Thì các bạn cứ cân nhắc rằng đây là thực ra nó cơ bản nó chính là một trade, và một trade thì nó có khả năng là có lời và có khả năng là lỗ, đúng không? Thì chúng ta đừng có trade liên tục thôi. Còn lại thì cứ đúng theo cái setup đó triển khai, thì những khi mà các bạn được những cái trade có risk reward, có phần reward được 3 hay 4 lần phần risk thì nó sẽ cover cho những lần mà chúng ta bị xui xẻo, thị trường nó đi không có đúng với lại cái setup của bản thân. Rồi, GU là như vậy ha. UZ thì đây là một cái con hàng rất là khó trong tuần vừa qua, thì các bạn biết là mình có nói với các bạn là nên tránh con UZ, không nên giao dịch con UZ trong tuần vừa qua. Lý do là bởi vì sao? Những cái nhịp tăng của nó luôn luôn là gì? Có những cái pha gạt chân nó rất là bạo lực luôn các bạn thấy không? Gần như là cho dù là chúng ta có muốn là mua UZ đi chăng nữa ha, thì chúng ta rất là khó để lên tàu, rất là khó lên tàu. Cả tất cả các phương án để lên tàu đều gặp khó khăn, trừ phi là các bạn lên tàu từ những cái giai đoạn sớm trước đó mà các bạn không kéo break event ha. Các bạn không kéo break event hoặc các bạn không giờ stop loss lên nha. Còn xin lỗi. Các bạn không giờ stop loss lên thì các bạn mới có thể là cái gì? Ăn được cái sóng này của con UZ. Được chưa? Còn bất kỳ một hình thức giờ stop loss nào đi chăng nữa, rất là dễ để cho các bạn đã bị gạt ra khỏi cuộc chơi trước khi mà giá nó chạy. Được bạn thấy ha? Những pha gạt chân lớn đúng không? Những pha gạt chân nhỏ nè. Được chưa? Lại tiếp tục gạt chân lớn nè. Các bạn thấy không? Thì nhìn chung á nha, đối với lại mình á, khi mà mình cân nhắc một cái kèo break á thì như thế này là mua được rồi. Mua thông thì đặt stop loss ngay dưới đáy của cây break luôn đó. Và các bạn thấy là tất cả các lý thuyết đó đều nó sẽ không có hoạt động tốt trong cái nguyên xuyên suốt 2 tuần vừa qua của UZ. Thì mặc dù là UZ đã có một cái nhịp tăng khá là cứng và mạnh mẽ giống như này chúng ta đang thấy này, nhưng mà đâu có lợi dụng gì được đâu, đúng không? Hoàn toàn không có xông vào để mà cá kiếm được một cái gì cả ha. Nó sẽ khác với cái giai đoạn trước đó, lúc mà nó tích lũy ở phía dưới cái vùng kháng cự, được chưa? Thì lúc này chúng ta có thể vào cái entry, chúng ta kiếm một cái kèo để nó đánh lên, thì đó chúng ta có thể out khi mà giá nó bắt đầu sideways. Rồi một số những cái đặc điểm nữa là các bạn có thể hình dung ra được á, là khi mà chúng ta giao dịch một cái xu hướng á, thì thông thường á, những cái cú break lên chúng ta sẽ mong muốn nhìn thấy gì, nó phải rõ ràng đúng không? Nó phải rõ ràng ha. Ở đây hoàn toàn không có những cái tín hiệu rõ ràng khi break nè. Đó, ví dụ như ở đây đẩy lên cái xong lại rút ngược trở ra, đúng không? Hoàn toàn không rõ ràng đến cái cây này nó mới đóng break lên nè. Các bạn thấy ha, là cực kỳ khó chơi. Thành ra là tuần trước cũng như là cái tuần tiếp theo sau nhận định con UZ này là vẫn là khó chịu như vậy. Tại vì không biết là khi nào thì POG họ sẽ can thiệp vào trong cái phần tỷ giá này. À, chúng ta không đoán được cái chuyện đó, mà khi mà họ can thiệp thì các bạn thấy được là gì, những cái cây vàng hoàng giống như thế này rồi sau đó nó lại gì, nó quay ngược trở lên. Thành ra bây giờ là bảo là sell thì nó sẽ rất là phi lý, đúng không? Tại vì xu hướng tăng đang mạnh, mà buy thì chúng ta sẽ hit stop loss trước khi giá nó chạy, cực kỳ khó luôn. Thành ra mình có nói với các bạn là các bạn chỉ có một cách duy nhất, đó chính là các bạn bắt bài đổi lái, nghĩa là đi một vòng coi thử coi người ta đặt stop loss ở đâu, chúng ta vào limit buy ở chỗ đó thì may ra là các bạn sẽ có ăn ha. Nhưng mà đó là nói chung vậy thôi, chứ mình đâu có cái setup nào giống vậy, để mà không có cái setup cụ thể thì đâu có kiểm chứng được là trong cái dữ liệu mà nó thể hiện được là nó có hiệu quả hay không ha. Rồi thì với cái dạng hoạt động như thế này, chúng ta có quyền kỳ vọng là gì? Lùi về chúng ta mua lên tiếp cho đến khi nào
nó không thực hiện cái hành vi lùi về để mua lên tiếp này nữa. Nhưng mà thực tế giao dịch thì mình vẫn khuyên các bạn là chúng ta nên bỏ qua con Uzi trong cái giai đoạn hiện tại, tại vì cơ bản là sẽ giống như kiểu như là mình nhìn thì thấy ngon nhưng mà mình không thể nào mà đụng tay vô để mình bắt con này được. Rồi đó, ok, vàng ha. Tiếp tục là sideways nha các bạn, đúng không? Không lên cũng không xuống ha, không có một cái tín hiệu gì cụ thể sau khi mà nó phá được cái vùng hỗ trợ như thế này. Như vậy thì ở đây nó rất là phù hợp với lại cái gì, cái chuyển động giá ở trong phase B, có nghĩa là những cái chuyển động nó lung tung beng sideways không rõ ràng ha, và hướng ngược lên trên. Dĩ nhiên các bạn cũng có thể là cân nhắc là gì, ở đây chúng ta có một cái nhịp giảm rất là mạnh đã break rất là nhiều những cái cấu trúc ở đây, tạo ra một lô một lốc có thể loại gap, thì lúc này ha, chúng ta có quyền kỳ vọng là khi mà giá vàng nó quay ngược lên vùng này, chúng ta sẽ có một cái khu break of structure gì đó để chúng ta có thể vào tín hiệu để chúng ta sell, với cái kỳ vọng là nó xuyên tiếp cái hỗ trợ 2290 này ha, với kỳ vọng là xuyên qua cái vùng dưới này. Rồi tuy nhiên thì cũng khẳng định lại thì chúng ta chỉ dựa vào trend run để chúng ta phán đoán cái tình huống thực tế mà thôi. Thì ở đây chúng ta vẫn đang thấy là gì, giá nó vẫn đang đi lên. Như vậy thì về mặt ngắn hạn ha, thì các bạn vẫn tiếp tục là gì, mua dần lên, đúng không? Mua dần lên cho đến khi nó đụng vô cái vùng bán cũ, thì lúc này chúng ta có thể là ok, kết thúc cái cuộc chơi ở đây ra, để chúng ta tìm kiếm những setup để mà chúng ta bán xuống. Nhưng đó là cái câu chuyện của tuần tiếp theo. Rồi vẫn là khó chơi ha. Bitcoin, ok, thì hôm thứ sáu mình có nói là sau cái nhịp giảm này chúng ta có thể chờ hồi lên mà chúng ta sell xuống tiếp, và hiện tại thì giá nó đã giảm xuống tiếp rồi nè. Đó thì ở đây khi mà giá nó giảm xuống có một số thứ các bạn cần phải quan sát, đó là đầu tiên về cái phần nỗ lực ha. Về cái phần nỗ lực thì chúng ta thấy được cái phần nỗ lực á là nó lớn hơn cái sóng giảm này, đây sóng giảm này so với sóng giảm này, thì nỗ lực bên tay phải này nó to hơn bên tay trái, đúng không? Nhưng mà cái chiều dài thì các bạn nhìn vô đây các bạn có thể thấy được là nó có cái sự tương phản, đúng không? Như vậy ở đây chúng ta có thể cân nhắc là nó đã có cái tín hiệu hấp thụ cung ha. Tín hiệu hấp thụ cung đây là một sự có, nó gọi là gì, một cái sự bất thường giữa cái nỗ lực và cái kết quả, đúng không? Chúng ta đang thấy là giá nó tiếp tục mà xuyên xuống cái ngưỡng hỗ trợ này, nhưng mà nó đang rút chân ngược cho lên, thì những cái dấu hiệu này đang gợi ý rằng loanh quanh ở dưới này sẽ có những cái lượng cầu nhất định nào đó. Tuy nhiên á, là để giao dịch cái này cho nó chính xác á, thì các bạn cần phải thấy là gì, đó, giá nó phải quằn ngược lên cho lên như này, sideways như này, thì lúc này cái phần sideways này nè, đó nó mới là một cái tiền đề để nó thể hiện được là gì, ở dưới này người ta đã mua xong rồi ha, và người ta mua xong cái phần giá dưới này rồi, thì khi mà giá nó đẩy lên cao, người ta tiếp tục người ta mua cái phần giá phía trên này, đó người ta tiếp tục mua phần giá phía trên này, thì nó mới tạo ra được cái sideways này ha. Còn ví dụ như là các bạn thấy nó đi xuống này, nó đi lên nửa chân này, sau lại đi xuống tiếp như thế này, thì nó không thể hiện được cái gì cả, nó sẽ không thể hiện được cái việc đảo chiều cho các bạn đâu ha. Thành ra chúng ta sẽ mong muốn thấy là gì, chúng ta sẽ mong muốn thấy là trong mấy cái ngày tiếp theo đó, nếu mà được thì rút chân lên cho này, sideways phía trên này đi, trên cái vùng bán này nè, thì khi mà nó break lên cú break này thì các bạn có thể tiếp tục vào mua ha. Còn nếu không thì follow theo cái nhịp dòng chảy hiện tại của nó thì sao, thì cứ tiếp tục là hồi lên bán xuống, hồi lên bán xuống thôi. Nhưng mà cảnh báo các bạn rồi ha, ở đây chúng ta đã có một sự bất thường trong phần nỗ lực và kết quả, thì cái này nó đang gợi ý rằng là đã có lực cầu ở phía dưới này, cho nên cái việc mà đi lên đây để mà bán xuống á, thì nó sẽ có mức rủi ro nhất định ha. Có thể các bạn khi các bạn đặt stop loss đây thì cái stop loss đó của các bạn nó sẽ bị hit, được chưa? Ok rồi, Bitcoin là nó cũng kết thúc luôn cho cái nhận định của tuần này. Chúng ta sẽ có một loạt những cái sản phẩm mà chúng ta trong cái rổ chúng ta phân tích nó đang khó chơi, là bao gồm là Uzi, một xu hướng tăng mạnh và rõ ràng nhưng lại không thể nào cho chúng ta cái cơ hội để chúng ta lên tàu, hoặc là maybe tại vì tôi không có setup nào để lên tàu con Uzi đó. Vàng thì chúng ta vẫn đang tiếp tục sideways, và Bitcoin chúng ta cũng đang tiếp tục sideways rất là khó để giao dịch ha. Chỉ có EU và GU là chúng ta đang maybe là sẽ có cái nhịp mà cái xu hướng giảm nó sẽ phục hồi tuần tới, và chúng ta có thể sẽ bám theo được cái xu hướng giảm đó để chúng ta tiếp tục sell EU và GU ha. Ok thì cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái bài nhận định từ thứ hai tuần sau ở trên diễn đàn ha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.